Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.